Đây các bạn ơi, thì bây giờ cái clip nó sẽ chuyển thành chủ đề ăn trái cây một chút. Bữa nay nè, đi ra chợ thấy mấy cái trái cóc nè các bạn. Trời đất ơi, cóc sống. Lâu dữ lắm rồi không ăn cóc sống, rồi có trái thơm nhỏ nhỏ. Muối ớt. Còn các bạn biết đây nhãn gì không? Nhãn lông, nhãn này nhãn của Bến Tre nè. Của bao lộn cũng của miền Tây nè. Đó. Lâu dữ lắm rồi đó. Giờ review cho tất cả mọi người cùng xem nha. Đây. Nè. Cóc nè. Chua kìa, mẹ ngồi ăn chua kìa. Nghĩ sao? Quay, quay đi, quay. Quay là gì đây nhé cóc ạ? Cóc này nè, biết ai thèm không? Hả? Mi già nó thèm. Bởi vậy biết nó thèm mới review cho nó coi phải không? Mi già nó trời ơi, đi ơi, tiếng này mày về Việt Nam mày sướng quá, mày chuẩn bị được không? Ăn cóc chín, nó khoái ăn cóc chín. Có. Bởi vậy hồi nãy em mới mua ba trái cóc trống, một trái cóc chín đó. Đây nè. Cóc chín mà ngon lắm rồi. Trời ơi, mấy đòi. Chị Hà nữa, chị Hà khó ăn gì cứng cứng à. Wow, chua, cay cay, mặn, trời ơi. Chua. Ông nội nó chua. Bỏ ăn cóc bỏ. Wow, ớt này cay nha. Dầm con lửa cho ớt, cay dở hộn. Cái cốc bự dây nè các bạn. Ừ. Bá. Mi à, ăn cốc nha. Mi à, ăn cốc mi à. Ừ. Đây ngủ rồi. Vậy là mùa này đúng mùa cóc luôn. Baby, you want try? Phải nè, phùi á. Ngon, đây phòng. Cóc tiếng Anh gọi là gì ta? Oh, you know what I got? It's lunchtime, right? I gotta take my... You can check it in rồi sao? Ủa, đem đồ vô rồi, đem gì đó? Đem Nguyễn sao đồ, đem gì? Cóc này mà ăn nhiều quá bây giờ sốt ruột. Cóc này mà đó ăn cho sốt ruột lắm á. Ở Mỹ ai thèm cóc sống không ta? Cóc là mọi người ơi, ở nước ngài chứ sao tự nhiên gọi Mỹ đâu, ở nước ngài cài quá đúng không? Thôi để em đi lấy cho. Ê baby, give me some water. Cài. Cài. Now it's fine. Can you come here? I can reach. How's the pineapple? Good. Yeah, take a bite here. Tasty. Rồi bây giờ cái màng cóc này cho qua bên nha các bạn. Cay quá. Phải ăn cóc trước mới ăn nhãn sau. Chứ mà ăn ăn nhãn trước cái ăn cóc rồi trời ơi nó chua hôi luôn nè. Đây nhãn lông này mọi người ơi. Có ai quê miền Tây, có ai đã từng ăn ít, có ai đã từng ăn nhãn lông chưa? Nhãn lông nè mọi người. Con ăn nhãn lông không? Minh Sình con lại đây, con lại đây. Con lại đây mẹ Ngọc cho con nè. Lại đây mẹ Ngọc cho. Lại đây. Con ngã mẹ Ngọc, con cái mẹ Ngọc cho. Nó ghê
Ngồi ghế ngồi ha. Ngồi xuống đây ăn chung với bạn Ngọc và thêm bạn cô chú coi không. Để đây. Để đây đó. Cháy đâu rồi, cháy đâu. Cháy đâu. À, trên lầu á. Đây trên lầu. Mẹ Ngọc mở cho anh nè. Đối với bạn nào mà chưa ăn nhãn long á, nhãn long là một cái loại nhãn mà nó rất là ngọt, nhưng mà ở trong của nó cơm của nó rất là ít, nó là cái hột nó bự với lại cái nước nó ra nhiều, chứ còn cơm rất là ít chứ không phải như nhãn xuồng nhãn đồ. Mà nhãn long nó có một cái vị nó ăn ngon khác với những cái nhãn kia ha. Chị ngày xưa một trà chị dâu của mình là chị ở Long Khánh, ở trên Long Khánh có nhãn long không? Nhãn tiêu với nhãn da bò không à. Còn nhãn này là chủ yếu trồng ở miền Tây á các bạn. Ngày xưa mình ở Bến Tre lúc còn nhỏ, ở đằng sau nhà mẹ có cây nhãn long. Trời ơi, trưa nào cũng ra leo hái cây ăn nhãn long ăn nè. Nên là biết cái loại nhãn này. Rất nhiều ngọt. Nước nó rất là nhiều, rất là ngọt. Nhưng mà cơm nó lại rất là ít. Để coi mình có thử mở ra một cái trái nào cho các bạn. Nước không à. Ăn cái này nó đứt chích chằn vậy đó. Đây. Bạn thấy không? Nhìn là thấy các bạn thấy cái hột bự và bá thấy không? Đó. Cho chồng mình ăn thử. Baby, come here. Try this one with me. In front of everybody to see. How is it? Có nước ăn rồi vậy đó. Đó, bây giờ mình lột cho thử chồng mình trái nha. This is nhãn nha nhãn gọi là cái gì long quên này. Logan, long gần gì đó, long gần. Ha, ha, try the whole thing. Sit down baby please. Mày chơi game. How is it? It's good. Very sweet, right? Yeah, sweet. Not as good as a pineapple though. Anh chồng mày nói nhẹ cái gì đó thơm ngon hơn. Stop đi Ngọc ơi. Nè. Bạn hãy nhãn vậy. Đành nhãn con. Không, nó lấy cái gì ngồi ghế nó sẽ đến ngồi ghế. Nè, nó nhãn rồi, cho nó nhãn đi. Cho ăn hộp không ta? Nó biết nhã ta? Nó, cái này nó trơ quá thì nó chưa ăn được. Cái bãi nó nhả cái này sợ nó không ngon không? 35.000 một ký. 35.000 là cỡ khoảng 35.000 giờ khoảng 1.5 đô một ký đó các bạn. Là 1.5 đô mà 2 pound, gần 2 pound. Cái nhãn này mà nhãn này nó có được nhập qua, nhãn này có được nhập qua Mỹ chưa ta? Nhưng chồng như nào là chưa thấy rồi ta. Không biết bên mấy tiểu bang kia có không chứ tiểu bang mình chưa có. Ờ ha, đúng rồi. Đúng rồi. Chắc bên phôi ra mấy nhãn tiêu, nhãn đồ á. Mà nhãn ngộ lắm. Thì càng để lâu á, cơm nó càng dày. Khi mà nó khô lại á. Ngon. Ừ. Khi mà mấy cái nó khô lại cơm dày. Nhân vật này quên nè, biết đồ ăn nhẹ đi theo một thêm xào non chấm mắm nước á. Bữa nào làm xào non chấm mắm nước ai ủng hộ ai luôn. Bánh xanh kia cô chú ơi. Cháu trai của Ngọc đó các bạn, cháu trai Ngọc đứng đằng sau đó. Đẻ ra bây giờ 20 tháng rồi, lần đầu tiên mới được gặp cháu đó. Ngon à. Bảo miếng như chăn ăn chăn nhãn cho thơm miệng nè. Ăn chăn nhãn cho thơm miệng. À. Thơm quá. Chị Ngân ăn chăn nhãn cho thơm miệng luôn nè. Lại đây, lại đây. Ăn được. Ủa, ủa con hả? Rồi con ơi. Rồi đây nè, thơm mẹ nè. Đó, quá đã luôn. Trời, hai mẹ con này mặc áo phục màu dữ ta. Trời đất ơi. Uống chay đâu ta? Chay đâu Sình, chay đâu, chay đâu? Em đâu con? Em chay á, ở trên lầu. Đi pin đâu, đi pin đâu? Cái gì đâu, cái gì đâu? Cái gì á hả? Cứ làm cái gì, cứ làm sao?
Daddy giờ nghiện chơi game rồi. Daddy, bố Daddy chơi game. Chơi game. Rồi, ơi, dán nhãn rồi ăn nó ngọt. Ăn ngọt rồi ăn ngọt hơn đường. Đó là lên ra tới xin lên học. Con ăn hả? Ừ, ừ, là con nghe. Ăn thêm trái để cho cô chú coi nha. Ngon không? Anh hai tên là Vincent nha cô chú. V Thiên ngắn N C E N T Vincent. Daddy Quynh đặt tên cho Vincent cái tên đó đó. Vincent tên thiệt là Huỳnh Trí Vinh. Cái chồng mình nói vậy thôi, ở nhà kêu nó Vincent đi. Cũng là Vinh. Ngon không? Ra thì mình làm cái video clip thì tôi tới đây để review. Trời đất ơi, mình review cho tất cả mọi người cùng xem. Bây giờ nhà mình có cách rồi, mình sẽ tạm dừng cái video clip tại đây và mong là các bạn thích cái video clip này nha. Chào tạm biệt tất cả mọi người.